Chào bạn, mình là Ngọc Hoa, là người quản lý siêu thị Hàn Quốc Kora Shop 24 giờ. Với 8 năm kinh nghiệm cung cấp các sản phẩm Hàn Quốc tới tay người tiêu dùng Việt Nam, nên Kora Shop 24 giờ luôn luôn chọn ra những sản phẩm chất lượng nhất để đem tới tay người tiêu dùng Việt Nam nhằm đảm bảo, bảo vệ cũng như cải thiện sức khỏe của bạn hay chính người thân trong gia đình bạn. Và hôm nay thì Ngọc Hoa sẽ giới thiệu với các bạn một dòng sản phẩm rất được ưa chuộng tại đất nước Hàn Quốc, đó chính là viên tinh dầu thông đỏ Cheon Song Won. Hộp 180 viên, các bạn có thể nhìn thấy đây chính là sản phẩm của chúng ta. Trong một hộp to này thì sẽ gồm có 6 hộp nhỏ và đây chính là những viên tinh dầu. Các bạn biết đấy, cây thông đỏ thì được trồng ở một số các quốc gia của châu Á như là Nhật Bản, Nga, đặc biệt là ở Hàn Quốc. Với việc mà được thiên nhiên ưu đãi, khí hậu quanh năm thì mát mẻ, mùa đông lại có tuyết rơi, mùa hè thì không quá nóng. Cây thông đỏ được trồng ở độ cao từ 1.300 đến 1.700 mét và nó phải đạt độ tuổi từ 100 đến 200 năm thì mới có thể thu hoạch lá cây thông đỏ để chiết xuất ra tinh dầu thông đỏ. Và với 900g lá cây thông đỏ tươi thì được chưng cất trong vòng 1 tháng sẽ tạo ra một viên tinh dầu thông đỏ như thế này các bạn nhé. Vậy công dụng của viên tinh dầu thông đỏ là gì thì sau đây Ngọc Hoa sẽ giới thiệu cho các bạn nghe. Điều đáng nói nhất đấy là theo từ điển Đông y của Hàn Quốc thì viên tinh dầu thông đỏ có thể hỗ trợ điều trị tới 170 vấn đề liên quan tới sức khỏe. Chính vì vậy nên khi chúng ta thường xuyên bị đau đầu hay đau dây thần kinh tọa thì chúng ta sử dụng viên tinh dầu thông đỏ. Nó sẽ làm giảm các cơn đau nhức cho chúng ta, nó giúp cho chúng ta đỡ bị căng thẳng, mệt mỏi, tạo cảm giác an tâm và giúp chúng ta an thần hơn. Thứ hai nữa là khi chúng ta sử dụng viên tinh dầu thông đỏ Cheon Song Won thì nó sẽ giúp chúng ta giảm các bệnh lý về gan như giúp giải độc gan, làm mát gan, tăng cường chức năng gan và đặc biệt đó là điều trị xơ gan cũng như là gan nhiễm mỡ vì nó sẽ loại bỏ các lượng cholesterol xấu bám ở gan. Hơn nữa khi những ai mà đang bị tiểu đường hoặc là đang có vấn đề về huyết áp, tim mạch thì chúng ta sử dụng viên tinh dầu thông đỏ sẽ hỗ trợ cho chúng ta rất là nhiều với cơ chế làm thông mạch và giúp tuần hoàn máu tốt hơn. Nên khi chúng ta sử dụng viên tinh dầu thông đỏ nó sẽ giúp chúng ta điều chỉnh lại huyết áp cũng như là giảm lượng cholesterol trong máu và hỗ trợ các bệnh lý về tim mạch. Đối với chị em phụ nữ chúng ta khi chúng ta sử dụng viên tinh dầu thông đỏ thì sao? Ngoài chức năng là cải thiện cho chúng ta về sức khỏe, tăng cường chức năng gan thì chúng ta sẽ không bị mề đay, mẩn ngứa hay mụn trứng cá. Mà chúng ta còn có thể sử dụng viên tinh dầu thông đỏ trong việc làm đẹp. Đó là nó sẽ giúp chúng ta chống rụng tóc, ngăn ngừa và giảm thiểu cái chứng rụng tóc không rõ nguyên nhân và làm cho chúng ta có một làn da căng mịn, sáng hồng nếu chúng ta sử dụng viên tinh dầu thông đỏ để massage vào da mặt của chúng ta. Nó sẽ làm cho chúng ta giảm các vết nám tàn nhang cũng ở đồi mồi. Vâng, còn đối với các anh nam giới thì khi chúng ta sử dụng viên tinh dầu thông đỏ, ngoài việc là chức năng gan là gan của chúng ta khỏe hơn, thì khi chúng ta sử dụng viên tinh dầu thông đỏ, nó còn có thể giúp hỗ trợ cho chúng ta là bổ thận tráng dương và cải thiện chức năng sinh lý của nam giới cũng như là nữ giới. Vâng, đối với người cao tuổi thì khi các bác sử dụng viên tinh dầu thông đỏ sẽ giúp chúng ta là giảm các bệnh lý về thần kinh, điều trị suy giảm trí nhớ cũng như là giúp chúng ta có thể ngủ ngon hơn. Ngoài ra thì những bệnh nhân ung thư nếu sử dụng viên tinh dầu thông đỏ thì nó cũng hỗ trợ điều trị cho chúng ta rất là nhiều. Nó sẽ hỗ trợ điều trị ngăn ngừa cái sự phát triển lây lan của tế bào ung thư ra các cơ quan cơ thể khác, làm chậm đi sự phát triển của tế bào ung thư đó. Và với cơ chế lọc máu của mình thì khi những ai mà đã xạ trị, hóa trị thì sẽ còn tồn dư các hóa chất trong cơ thể mình. Thì khi các bạn sử dụng viên tinh dầu thông đỏ, nó sẽ loại bỏ các cái hóa chất tồn dư đó, nên khiến cho người bệnh bị ung thư sẽ bớt đau đớn hơn và bớt mệt mỏi hơn, giúp các bạn có thể ăn tốt hơn. Chính vì thế nên viên tinh dầu thông đỏ thì ngoài những tác dụng đó thì còn có thể giúp chúng ta tăng cường sức đề kháng, hồi phục cơ thể và tăng cường thể trạng của cơ thể. Bởi trong một viên tinh dầu thông đỏ nhỏ này thôi các bạn, nhưng có chứa rất nhiều các khoáng chất cũng như là các dưỡng chất cần thiết trong cơ thể để giúp chúng ta bồi bổ cơ thể và phục hồi thể trạng cho người vừa mới ốm xong.
Vâng, vậy là Ngọc Hoa vừa mới giới thiệu cho các bạn nghe toàn bộ những công dụng rất là tuyệt vời của viên tinh dầu thông đỏ Cheon Song Won của Samsung Hàn Quốc. Vậy làm cách nào để chúng ta có thể sử dụng viên tinh dầu thông đỏ này một cách hiệu quả và chính xác nhất thì các bạn hãy cùng nghe Ngọc Hoa hướng dẫn nhé. Vâng, các bạn có thể thấy đây chính là sản phẩm viên tinh dầu thông đỏ của hãng Samsung hồ màu xanh. Các bạn có thể thấy logo của tập đoàn Samsung cũng như là tên của hãng Samsung ở đây ạ. Ở bên góc bên phải của sản phẩm. Để check mã của sản phẩm thì các bạn có thể quét bằng mã QR ở góc bên trái phía dưới của hộp, hoặc là bạn có thể check bằng mã vạch ở góc ở mặt đằng sau của hộp. Các bạn có thể nhìn thấy lô sản xuất cũng như là hạn sử dụng ở phía bên phải của hộp. Và khi nhận hàng thì các bạn nhớ kiểm tra là hàng phải còn tem niêm phong của nhà sản xuất ở phía trên và phía dưới nhé. Bây giờ thì Ngọc Hoa sẽ bóc sản phẩm ra cho các bạn xem. Vâng, và bây giờ chúng ta đã bóc được sản phẩm ra rồi. Đấy, các bạn có thể mở hộp sản phẩm ra. Phía bên trong thì các bạn có thể nhìn thấy là có một tờ giấy trắng ghi tên của sản phẩm và cùng theo hãng Cheon Won. Đây sẽ là các thành phần dược lý của sản phẩm viên tinh dầu thông đỏ, cũng như là cách hướng dẫn sử dụng hay là cách bảo quản sản phẩm sao cho tốt nhất. Và đây chính là hộp sản phẩm tinh dầu thông đỏ của chúng ta. Một hộp này tổng chúng ta có 180 viên ạ. Và mỗi một hộp nhỏ này thì chúng ta sẽ có 3 vỉ. Mỗi vỉ chúng ta sẽ có 10 viên. Và cách sử dụng là một ngày chúng ta sẽ uống 2 viên này. Một viên thì uống vào buổi sáng, một viên thì các bạn có thể uống vào buổi chiều sau khi các bạn ăn nhẹ. Cái này nó không phụ thuộc vào bữa ăn, nên là các bạn có thể uống trước và sau ăn 30 phút. Khi sử dụng thì các bạn nhớ cho Ngọc Hoa là phải uống nhiều nước, vì lượng nước nó là lượng nước cần thiết để giúp làm đưa cái lượng dầu của viên tinh dầu thông đỏ này đi khắp cơ thể, giúp chúng ta lọc máu và bài tiết tốt hơn. Đấy, nên là chúng ta cần phải uống nhiều nước khi sử dụng sản phẩm. Ngoài ra thì các bạn nhớ là không dùng cho trẻ em dưới 10 tuổi và không sử dụng cho phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú. Sau khi các bạn dùng xong thì các bạn cho hộp sản phẩm này bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, sạch sẽ, không nên bảo quản ở trong tủ quá kín, nó sẽ gây ẩm và ảnh hưởng đến chất lượng của viên tinh dầu thông đỏ. Vâng, vậy là Ngọc Hoa vừa mới giới thiệu cho các bạn nghe toàn bộ công dụng cũng như là cách hướng dẫn sử dụng viên tinh dầu thông đỏ Cheon Song Won của công ty dược phẩm Samsung Hàn Quốc. Với tiêu chí của chúng tôi, chất lượng là uy tín, nên chúng tôi luôn luôn chọn ra những sản phẩm chất lượng nhất từ những nhà cung cấp uy tín nhất tại Hàn Quốc để đem tới tay người tiêu dùng Việt Nam, nhằm đảm bảo là bảo vệ cũng như cải thiện sức khỏe của bạn hay chính người thân trong gia đình bạn. Điều đó đã tạo nên uy tín của CoraSoap 24 giờ tại thị trường Việt Nam suốt 8 năm vừa qua. Và với uy tín của mình thì CoraSoap 24 giờ luôn luôn có những chính sách đảm bảo cho khách hàng. Thứ nhất, nếu như bạn đặt hàng tại CoraSoap 24 giờ, bạn sẽ nhận được hàng nhanh chóng. Nếu bạn là người sống tại thành phố Hà Nội thì bạn sẽ nhận được hàng trong vòng 24 giờ kể từ lúc bạn đặt hàng, tức là trong vòng 1 ngày làm việc. Còn nếu như bạn ở ngoại thành Hà Nội, bạn sẽ nhận được hàng trong vòng từ 2 đến 4 ngày kể từ ngày bạn bắt đầu đặt hàng. Và CoraShop 24 giờ thì luôn luôn có đội ngũ chuyên viên tư vấn tận tâm tận tình, có thể tư vấn cho các bạn 24/24, không chỉ là về sản phẩm viên tinh dầu thông đỏ Samsung Cheon Song Won hộp 180 viên, mà còn về rất nhiều các sản phẩm Hàn Quốc khác mà bạn đang quan tâm, cũng như là về chế độ dinh dưỡng, về chế độ tập luyện như thế nào để phù hợp nhất với sức khỏe của các bạn. Và điều thứ ba đấy là khi mà bạn nhận hàng, bạn được phép kiểm tra hàng rồi mới phải thanh toán tiền. Điều thứ tư đấy là chúng tôi có cam kết cho các bạn, đấy là trong vòng 7 ngày kể từ ngày bạn nhận được hàng, nếu như bạn sử dụng, kể cả bạn đã sử dụng rồi và bạn phát hiện ra rằng hàng của bạn nhận được không giống như những gì video mà Ngọc Hoa đang nói, thì bạn được phép đổi trả hàng cũng như bồi thường tiền ngay lập tức. Và Ngọc Hoa xin nhắc lại nhé, trong vòng 7 ngày kể từ ngày bạn nhận hàng, nếu như bạn đã bóc ra sử dụng rồi và bạn phát hiện ra rằng hàng mình nhận được không đúng với những gì mà video Ngọc Hoa đang nói, thì bạn sẽ được bồi thường cũng như là hoàn trả hàng ngay lập tức nha các bạn nhé.
Vâng, vậy làm thế nào để chúng ta có thể sở hữu trong tay mình một món quà sức khỏe vô cùng ý nghĩa đối với người thân trong gia đình mình? Thì Ngọc Hà sẽ hướng dẫn với các bạn 3 cách đơn giản sau đây. Cách thứ nhất, các bạn hãy gọi điện ngay theo số hotline 0979149256. Ngọc Hoa sẽ tư vấn cho các bạn toàn bộ về viên tinh dầu thông đỏ Samsung Cheon Song Won hộp 180 viên, cũng như chế độ ăn uống, dinh dưỡng, tập luyện như thế nào để phù hợp với cái tình hình sức khỏe hiện tại của bạn. Cách thứ hai, bạn có thể kéo xuống phần mô tả phía dưới video, kích vào đường link đặt ở trong phần mô tả là bạn sẽ truy cập được ngay vào website corashop24h.com. Tại đó, bạn sẽ đặt hàng ngay tại trên website của siêu thị Hàn Quốc Corashop24h. Cách thứ ba là bạn hãy đến ngay tại siêu thị Hàn Quốc Corashop24h tại Hà Nội để nhận được rất nhiều phần quà cũng như là các chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho những ai đến trực tiếp siêu thị Hàn Quốc Corashop24h tại Hà Nội. Vâng, vậy là chỉ với 3 cách đơn giản vậy thôi là bạn đã sở hữu trong tay mình một hộp viên tinh dầu thông đỏ Samsung Cheon Song Won 180 viên rồi. Nó là món quà rất ý nghĩa dành cho ông bà, bố mẹ hay những người thân yêu của mình hay chính bản thân bạn thôi, để bảo vệ sức khỏe của mình cũng như cải thiện sức khỏe của bạn cũng như là người thân trong gia đình bạn. Ngọc Hoa xin kính chúc bạn cùng gia đình bạn có thật nhiều sức khỏe và cuộc sống bình an. Để tìm hiểu thêm những thông tin chi tiết về sản phẩm viên tinh dầu thông đỏ Samsung Cheon Song Won hộp 180 viên, các bạn hãy kích vào danh sách phát phía bên phải của Ngọc Hoa. Nhớ đừng quên ấn vào nút đăng ký kèm theo quả chuông nhỏ để nhận được những thông báo về video mới nhất tại siêu thị Hàn Quốc Corashop24h. Cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh Corashop24h.